Trời ơi. Anh đi lẹ đi, em đụng. Tôi chết. Khoan ơi khoan. Ủa anh đi sao vô đây vậy? Hồi nãy đâu thấy đường vậy đâu. Đi tên anh đi mà. Trời ơi thiệt không vậy cha? Em biết là anh Đức đúng không? Ai? Là anh Đức á. Là anh Đức ờ biết. À tin anh đi, tin anh đi, tin anh đi. Tin anh đi, tin anh đi, tin anh đi mà. Hả? Trời ơi hay. Chó qua được chẳng lẽ mình qua không được. Giỡn chị hả? Trời. Chỗ này đâu không? Ui. Cho em về trước anh Đức nha. Em gọi cho chương trình đi. Điện thoại đâu có mang theo đâu. Điện thoại không có mang theo. Cho điện thoại anh đi. Con kìa kìa, không có thấy đường đi cái đình. Trời ơi Lộc ơi. Toàn là đường mương gì đâu không. Ê, trời ơi, làm gì mà một tuần mới gặp được vậy? Ủa? Hả? Anh kia em đi tìm đồ ăn mà sao em lạc ở đây luôn vậy? Đi kiếm gì vậy? Đi tìm rau. Một tuần trôi qua đó mày nhầy sao ăn trời là trời. Trời ơi, giờ sao dẫn em về được không? Thôi khiên bả vô, khiên bả vô. Cho ăn cái cho tỉnh này, cho ăn cái cho tỉnh. Trời ơi, trời. Đi kiếm đồ ăn mà bả đi kiếm một tuần. Đi. Trời ơi, thấy đó, mọi người thấy không? Không có đơn giản đâu. Cực khổ lắm. Mà nào giờ chỉ ở trên bờ không mà bữa nay nó rủ đi xuống nước. Đi xuống nước rồi không biết là tình hình là nó có biết bơi hay không. Còn mình là mình không biết bơi rồi. Ê, trời ơi sâu lắm mọi người ơi. Trời ơi trời. Đây nè tôi đưa lên nè. Trời để tôi coi. Trời trời. Em lo quá. Mạnh lên đó chị, bây giờ mạnh lên. Đi cho hết sức luôn rồi nè. Mặt công rồi tối về cái tay nó đô bị hút mỡ bụng nữa. Ê, không mở tay.
Lòn quá. Chị, chị qua chị làm cái lưới em chèo cho được không? Hả? Chị qua chị làm cái lưới đi. Lưới làm sao? Thả lưới xuống dưới thôi chứ làm sao? Chứ gì chị cũng không biết làm hết trơn, giờ sao? Đừng có hai đứa ngồi chỗ nó bị trùng á. Biết mời người khác rồi. Trời, phải có chị chứ. Đó, thả xuống, thả xuống. Chèo gì không đi, nãy chị chèo còn đi, em chèo không đi gì hết trơn. Từ mới đi chứ. Chị mà em nói biết. Mà nặng quá rồi thì. Nặng cái gì? Thì đây nè, thả nè, mày có đi đâu mày đi dướng này nè. Cái này trời ơi, thì dịch cho cái cọng chỉ nó bự bự lên đi. Cái gì nhỏ xíu vậy anh Năm? Làm khó ghê. Chán thiệt luôn á. Không có. Mà làm nó nùi hết trơn giờ sao thả? Trời ơi, nãy giờ em làm không à, mà chị qua chị mới có thả mấy cái thôi. Bà thả cái bên phía này mà thả, bà móc bên đây qua bà thả. Không phải, thường là để vậy là nó đã rối rồi. Trời ơi, kỳ quá, ăn có con cá không mà mệt quá à. Bà thả cái bên phía này mà thả, bà móc bên đây qua bà thả. Không phải, thường là để vậy là nó đã rối rồi. Cái này trời ơi, theo thì dạch cho cái cọng chỉ nó bự bự lên đi. Có ai không? Có ai không? Gì vậy? Bây giờ chỉ rối quá, cá chưa vô được. Có ai không? Bà đang làm rối đó. Giúp đỡ chị em tôi, hãy thương chị em tôi có một con cá thôi. Mà chị em tôi phải lặn lội đường xa xa xôi núi non hiểm trở về đến bờ sông ao này để tìm một con cá. Mọi người ơi, mọi người ơi, đứng giữa sông dây cứ rối, người thì đói. Mọi người ơi, mệt lắm chứ bộ giang. Em thì gỡ, còn chị thì đó. Cho mọi người biết rằng chị em mình, cái công cực khổ của chị em mình phải đó, đó. Hên quá. Mọi người ơi, dây cũng đã sắp gỡ ra được rồi, nhưng không biết đến bao giờ, nhưng chắc chắn là phải gỡ thôi, vì đã đi đến nơi thì phải đến chốn. Mọi người ơi, hãy giúp chị em tôi. Trời ơi, hãy thương chị em tôi. Mọi người ơi, chán thiệt. Chính phương trời, trời ơi, phương Phật chứng giám cho con đã ra tới rối quá rồi. Cá dính chưa cưng? Chưa đâu, có thời gian chứ, phải tiếng đồng hồ. Trời ơi, tiếng đồng hồ. Chứ giờ vô đâu có được. Trời ơi, tự nhiên cái giờ ngồi vậy hoài hả? Ê. Chết rồi. Ôi thôi, nó nghe là chị chưa có ký hợp đồng cái chương trình này. Cho chị về hả? Cho chị về. Đúng không? Ôi trời ơi, chương trình công nhận Giang ơi, em làm sao tự nhiên em nghĩ ra cái format này hay quá. Ôi sao đây trời ơi, có cá không? Cá ơi, làm ơn mày dính giùm tao đi. Thiệt á. Trời ơi, ăn có một con cá. Cá ơi, cá ơi, cá hiểu cho chị. Chị đường xa xa xôi núi non hiểm trở, chị về đây có một con cá, mà câu nãy giờ nó cũng không dính là sao. Trời ơi, bốn bên lồng lộng trời nắng chói chang, mặt em đen thùi lùi mà vẫn chưa câu được con. Chưa dính con cá luôn. Chưa dính con cá nữa. Thiệt buồn quá. Hôm nay xui, chị xui quá. Vậy mà em nói chỗ này cá nhiều lắm, thả xuống là có liền. Trời ơi. Quy ơi là Quy. Em coi mà đi lâu anh ơi. Em còn yếu là anh ơi. Anh Giang. Gì? Anh nhìn đồ em câu nè. Quy ơi là Quy, em còn yếu lắm. Tôi anh đời hả? Trời ơi, làm tôi tưởng đâu có gì nặng chịch. Người ta anh thì có hoài là cái mình có cá rồi. Cho mượn cái thùng bỏ nhờ nghe. Đỏ quá, đỏ quá, đỏ quá. Trời ơi, kể cái người anh già của mình đã có cá, mà tại sao nhân phẩm mình đâu mà đi lông vậy ta? Thưa quý vị, nguồn quyền thằng em tôi yếu lắm, không có mà không được. Tôi có câu rồi, mạnh miệng lắm. Nhân phẩm, nhân phẩm chưa có, để em đi phục hồi nhân phẩm rồi đó. Hy vọng cú này sẽ thành công. Ôm bà la, ôm bà la xì bùa.
ở bên loa có cá, con Nguyễn Huy không có cá. Con Nguyễn Huy không có cá. Chứ con nào hả? Chán vậy? Em như em đang làm việc thiện á, em cho cá ăn á. Thưa quý vị, là bây giờ cũng đã trễ rồi mà Nguyễn Huy vẫn chưa có cá. Chúng tôi không biết phải như thế nào đây. Vì Nguyễn Huy không có cá, tôi thì có cá rồi, chán thiệt. Ca sĩ cái gì mà truyền thái y gì, không truyền được con cá đói. Xong bây giờ sao, lẽ ngồi đi câu hoài. Đây, thời tới anh ơi. Vẫn không có cá. Ê, con to đó, con mới ị đó. Hả? Mới ị thiệt chưa hả? Con cái cột thấy không? Đây đây, em thấy rồi. Thấy chưa? Con to là con đực đúng không ta? Hỏi nó đi, con đực cái cái. Ây, ây, ây. Vậy anh, vậy anh. Chắc lùa. Phải lùa đường đó qua đây á. Qua kia con, qua kia. Em né vô chạy ra đã rồi, em hãy chạy qua. Đi, đi, đi. Ơi, 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 đi, ơi, đi. Đi, đi, đi. Đi. Một con rồi anh. Rồi, rồi. Đâu anh xem nào. Đây, đây anh ơi. Xem nào. Đây, đây. Rồi, ơi. Ơi, ơi, ơi.